Lại nữa, vì sao nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di Đó, nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đắng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí tuệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này, 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát quá độ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát phải đều tín hiệu. Nhờ những duyên đó mà đặng gặp bốn muôn ức các đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chẳng ngớt. Các tỳ kheo, ta nói với các ông 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia, nay đều chứng đặng vô thượng chánh đặng chánh giác, hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương. Có vô lượng trăm ngàn muôn ức Bồ Tát thánh danh để làm quyến thuộc, hai vị làm Sa Di Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đành, hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tương, hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt, hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tương, vị thứ hai tên là Phạm Tương, hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Nào, hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạt Chiên Đàng Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tương, hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Dân Tử Tài, vị thứ hai tên là Dân Tử Tài Dương, một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiểu hoại nhất thiết thế gian vô bồ quy, vị thứ 16 chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Ta Bà, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi người giàu quá vô lượng trăm ngàn muôn hằng hà sa, chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác
theo ta nghe pháp những chúng sanh đó. Đến nay có người trụ bậc thánh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chân đẳng chân giác những bọn người đang dùng pháp đó mà lần nào Phật đạo vậy. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh bị hóa độ trong thuở đó chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thánh văn trong đời Vị Lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hành của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được, tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là giết độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này chỉ do một Phật thừa mà được giết độ, lại không có thừa nào khác trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp vậy. Các tỳ kheo, đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc rõ thâu pháp không, sâu vào thiền định bèn nhôm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này, trong đời không có hai thừa mà đắng giết độ, chỉ có một Phật thừa đắng diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ đức Như Lai phương tiện sâu vào tâm của chúng sanh, biết chi nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục, vì hãng người này mà nói niết bàn. Người đó nếu nghe thời liền tin nhận, thì như đường hiểm nhiều nán dữ, dài năm trăm gió tuần chốn gây sợ quan dân không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ trân bảo, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, kheo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó, chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng chúng con mỏi nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện, mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ trăng bửu lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện, ở giữa đường hiểm quá ba trăm gió tuần, quá làm một cái thành mà báo chúng nhân rằng, các ngươi chớ sợ đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dùng ở, trong đó tùy ý muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn. Nếu có thể lại tặng đến chỗ châu báu đi cũng được. Bây giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng, khen chưa từng có,
chúng ta hôm nay khỏi được đường dư, rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào quá thành sanh, lầm tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy vị đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mệt mỏi, liền diệt quá thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biên hóa ra để nghỉ ngơi thôi các tỳ kheo. Đức Như Lai cũng lại như vậy, nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư biết các đường giữ sanh tử phiền não hiểm nan dài xa, nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thì chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này đạo Phật dài xa, lâu ngày chịu cần khổ mới có thể được thành. Phật biết tâm chung nó khiếp nhược há liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường, vì để ngơi nghỉ nên nói hai môn niết bàn vậy. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bây giờ liền bèn gì nói, chỗ tu của các ông chưa xong, bực của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường, niết bàn đã được đó chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà quá làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng chỗ châu báu ở gần thành này không phải thiệt, của ta biên hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Đại Thông Tri Thánh Phật mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiển tiền chẳng đặng thành Phật đạo, các trời thần long dương chúng A Tu La thầy thường rơi các hoa trời để cúng dường Phật đó, chữ thiên đanh trong trời và trói các kỹ nhạc. Do thơm thổi hoa heo lại mưa bông tốt mới, quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sanh hớn hở, mười sáu người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ức dây quanh chúng đi đến chỗ Phật, đầu mắt lại chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân, đấng thánh sư mưa pháp lợi con và tất cả. Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sanh mà chấn động tất cả. Các thế giới phương đông, 500 muôn cõi nước, phàm cung điện sang chói, từ xưa chưa từng có. Phạm Dương thế tướng này liền đi đến chỗ Phật, rải qua để cúng dường mà dựng cúng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân.
nói kể ngợi khen Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thịnh yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía. Trên dưới cũng như thế, dưới qua dính cung điền, thánh Phật chuyển pháp luân, Thế Tôn rất khó gặp. Nguyện vì bốn từ bi, rộng mở cửa cam lồ, chuyển pháp luân vô thường. Thế Tôn huệ vô thường, nhân chúng nhân kia thình, vì nội các món pháp mười bốn đế mười hai duyên, vô minh đến lão tử đều từ sanh duyên hữu, những qua quản như thế, các ông phải nên biết. Tuyên nói pháp đó rồi, sáu trăm muôn ức cai đặng hết các ngàn khổ, đều thành A La Hán. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng xa chung, ở các pháp chẳng thọ cũng đặng A La Hán. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng, muôn ức hiếp tinh kệ không thể đặng ngần mẹ. Bây giờ mười sáu vị xuất gia làm sa di, đều đồng thỉnh Phật kia diện nói pháp đại thừa. Chúng con cùng nguyện thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn. Huệ nhãn sạch thứ nhất, Phật biết lòng đồng tư, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ, nói sáu ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thiệt đạo của Bồ Tát làm. Nói kinh Pháp Hoa này kể nhiều như hằng xa, Phật kia nói kinh rồi vào tỉnh Phật nhập định. Tam muôn bốn ngàn kiếp, một lòng ngồi một chỗ, các vị xa gì đó biết Phật chưa xuất thiền. Vì vô lượng chung nói huệ vô thượng của Phật, mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng tuyên bài giúp giao hòa, mỗi vị xá di thầy số chúng sanh mình độ có sáu trăm muôn ức hằng hà xa các cái chúng. Sau khi Phật giết độ, các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật, thường cùng thầy sanh chung. Mười sáu xá di đó đầy đủ tuổi Phật đạo, nay hiện ở mười phương đều đặng thành chánh giác. Người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ các Phật, có người trụ thánh danh lần dạy cho Phật đạo. Ta ở số mười sau, từng vì các ngươi nói cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến quê Phật. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh Pháp Hoa, khiến người vào Phật đạo dè dặt chớ kinh sợ. Thế như đường hiểm dữ, xa dân nhiều thú độc, và lại không có nước, chúng mỗi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng mê muốn qua đường hiểm này. Đường đó rất xa vời, trải năm trăm do tuần. Bây giờ một đạo sư nhớ dây của trí huệ,
sang suốt lòng quyết định đường hiểm cứu các nàng. Mọi người đều mệt mỏi mà bách đạo sư rằng: chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn lui về. Đạo sư nghĩ thế này, bón này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trăng bửu lần. Liền lại nghĩ phương tiện nên bài sức thần thông, quá làm thành quách lớn, nhà cửa các trang nghiêm, bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tâm. Cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông dày, quá thành đó ra rồi, an ủi chung chớ sợ. Các ngươi nên đi nữa, đây là quá thành thôi, thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện. Ta quá lãm thanh này, các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ bảo, ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả. Thế những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường giữ sanh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện, vì nghĩ nói niết bàn rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn đều chứng a la hán. Mời giờ nhóm đại chúng vì nói pháp chân thật, sức phương tiện các Phật phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa. Vì nghĩ nên nói hay, vì các ngươi nói thiệt, các ngươi chưa phải diệt vì nhất thiết trí Phật, nên phát tinh tấn mạnh, ngươi chứng nhất thiết trí mười lực các Phật pháp. Đủ băm hai tương tốt mới là chân thiệt diệt. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn, đã biết nơi nghĩ rồi, dẫn vào nơi quế Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ ba hết. Một tiên kính bài thần thông giao hòa thần gia hồ, khắp rưỡi mưa pháp thuần cát mầm, quả báo nhà rộng lớn, bốn châu báo không xa quyền biến hoa, đồng hoa đốm hư không. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba căn khắp nhuận, đệ tử nhờ ơn thành biến hoa, dối bài chớ cho là chân. Lại xem nhân duyên đức trí thần, mười sáu vị dưỡng tôn, tám phương chứng thắng vàng. Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật, Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật, Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư, phẩm ngũ bá đệ tử thọ kỳ thứ tam. Lúc bấy giờ ngài mãn từ tử tự nơi Đức Phật, nghe trí huệ phương tiện, tùy cơ nghi nói pháp như thế.
lại nghe thọ kỳ cho các vị đệ tử lân sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các đức Phật có sức tự tại thần thông lớn, đặng đều chưa từng có lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời mà nghĩ thế này: Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chúng tăng ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà vì đó nói pháp, dứt chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước. Chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời mà nói tuyên bày được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con vậy. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, các ông thấy mạng từ từ đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường khen các món công đức của ông rộng rạch siêng năng hộ trì giúp tuyên bài pháp của ta, có thể chỉ giải lời mừng cho hàng bốn chung, giải thích trọn vẹn chân pháp của Phật mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai không ai có thể cùng tấn chỗ biển bát ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mãn từ từ chỉ hay hỗ trì trợ tuyên pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ức kia Đức Phật thọ quá khứ mà hỗ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật. Ở trong nhóm người nói pháp thọ đó cũng là bậc nhất vậy. Ông lại ở pháp không của chư Phật nói thông suốt rành rẽ, đặng bốn môn tri vô ngại, thường hay suy gẫm chắc chắn nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hành thanh tịnh. Người đời thọ Đức Phật kia đều gọi ông thiệt là thanh danh, nhưng ông mãn từ từ dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh, lại giao hóa vô lượng vô số người, hiện chứng nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giao hóa chúng sanh vậy. Các thầy tỳ kheo, ông mãn từ từ cũng đẳng bậc nhất ở trong hàng người nói pháp. Thọ bái Đức Phật nay ở nơi chỗ ta, trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất. Trong hàng người nói pháp thuở các Đức Phật, trong hiền kiếp về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà đều hỗ trì giúp tuyên bài pháp của Phật.
ông cũng sẽ ở trong đời vị lai, hỗ trì trợ tuyên tranh pháp của vô lượng vô biên các đức Phật. Giao quả làm lợi ích cho vô lượng chung sanh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đăng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật mà thường xuyên năng tinh tấn giao hóa chúng sanh lần lần đầy đủ đạo của Bồ Tát vậy. Qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chánh đăng chánh giác, hiểu là pháp mình Như Lai. Ân cung chánh biện tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số các sông Hằng mà làm thành một cõi Phật. Đất bằng bãi thứ bao, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò khe suối. Rách ngôi nhà đài bằng bãi thứ bao, đầy dãy trong đó cung điện của các trời, ở gần trên hư không, người cũng trời giao tiếp nhau. Hai bên đều thấy được nhau, không có đường dư cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục. Đặng pháp thần thông lớn, thân trôi ánh sáng bay đi tự tại. Chỉ niệm bền chắc của đức tinh tân trí huệ, tất cả đều thân sắc cây vàng đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm vậy. Nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực. Có vô lượng vô số nghìn muôn ức na do tha các chúng Bồ Tát, đặng sức thần thông lớn bung trí vô ngại, khéo hay giao hóa loài quần sanh. Chúng thanh văn trong nước đo tính kể, số đếm đều không thể biết được. Đều đăng đầy đủ ba môn minh, sao pháp thần thông và tám món giải thoát vậy. Cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm, thành tựu như thế kiếp tên Bửu Minh. Nước tên thiện tình Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng pháp bằng bãi thư bao khắp cả nước đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: các tỳ kheo lắng nghe đạo của Phật tử làm, vì khéo học phương tiện chẳng thể nghĩ bàn được. Biết chung mưa pháp nhỏ mà sợ nơi tri lớn, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sanh. Tự nói là thanh văn cách Phật đạo rất xa, độ thoát vô lượng chúng thái đều được thành tựu. Dầu ưa nhỏ biến lười, sẽ khiến lần thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiển là thánh văn. Ít
muốn nhàm sanh tử, thiệt tử tính cõi Phật. Bài ba đọc cho người, lại hiển tướng tà kiên. Đệ tử của ta như vậy, phương tiện độ chung sanh. Nếu ta nói đủ cả các món việc hiển hoa, chúng sanh nghe đó rồi thời sanh lòng nghi lầm. Này phú lâu na đây, ở xưa nghìn ức Phật siêng tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật pháp vì cầu quê vô thường. Mà ở chỗ chư Phật hiện trên đệ tử, học rộng có trí huệ, nói pháp không sợ sệt, hay khiến chúng vui mừng. Chưa từng có mỏi mệt để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn đủ bông trí vô ngày. Biết các căn lợi đồng, thường nội pháp thanh tịnh, diễn xương nghĩa như thế, để giải nghìn ức chung, khiến chủ pháp đại thừa mà tự tính cõi Phật. Đời sau cũng cung dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chân pháp cũng tự tịnh cõi Phật. Thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ, độ chung không thể được đều thành nhất thiết tri. Cung dường các Như Lai hỗ trì tán pháp bào, sau đó đặng thành Phật hiểu gọi là pháp minh. Nước đó tên Thiện Tình, bài thư bảo hiệp thành kiếp tên là Bửu Minh. Chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ức, đều đặng thần thông lớn, sức quay đức đầy đủ khắp cả nước đó. Chúng thanh văn cũng nhiều, ba minh tám giải thoát, đặng bôn trí vô ngày. Dùng hạng này làm tăng, chúng sanh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần một biến hóa sanh. Thận càng nghiêm đủ tương, pháp hỷ thiện diệt thực, không tưởng món ăn khác, không có hàng nữ nhân, cũng không có đường dư. Phú lâu na tỳ kheo, khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này. Chúng hiền thánh rất đông, vô lượng việc như thế. Nay ta chỉ nói lược, bây giờ 1200 vị A La Hán bực tâm tự tại nghĩ như vậy, chúng ta vui mừng đắng điều chưa từng có. Nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung sương lắm, Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó, nên nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng: 1200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiển tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thường, chân đặng chân giác. Trong chung đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo, cũng sẽ cúng dường 62000 ức đức Phật. Vậy sao đắng thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai, ưng cung chánh biển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài. Vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn.
năm trăm vị la hán, ông ưu lâu tần loa ca diếp, ông già giả ca diếp, ông a na đầy ca diếp, ông ca lưu đà di, ông ưu đà di, ông a nẫu lâu đà, ông ly bà đa, ông kiếp tân na, ông bạc câu la, ông châu đà tá, ông già đà dân dân, đều sẽ đẳng đạo vô thượng chân đẳng chân giác, đều đồng một hiểu là phổ minh vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kể rằng kiều trần như tỳ kheo sẽ gặp vô lượng Phật, qua vô số kiếp sau mới đẳng thành chánh giác, thường phóng quang minh lớn đầy đủ các thần thông, danh đồng khắp mười phương tất cả đều tôn kính, thường nói pháp vô thường nên hiểu là phổ minh. Cõi nước đó thanh tịnh, Bồ Tát đều giống mạnh, đều lên lầu gác đẹp vào các nước mười phương, đem đồ cung vô thường khiên dựng các đức Phật, làm việc cung đó xong sanh lòng rất vui mừng, giây lát về bốn quốc có sức thần như thế. Phật thọ sáu muôn kiếp, chánh pháp trụ bội thọ, tưởng pháp lại hơn chánh, pháp diệt trời người lo. Năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ là Phật, đồng hiếu là phổ minh, theo thứ thọ ký nhau sau khi ta diệt đầu. Ông đó sẽ làm Phật, thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay, cõi nước cái đó nghiêm sạch, và các sức thần thông chúng thanh văn Bồ Tát, chánh pháp cùng tưởng pháp, thọ mãn kiếp nhiều ít đều như trên đã nói. Ca diếp ông nên biết, năm trăm vị tự tài, các chúng thánh văn khác cũng sẽ làm như thế. Vị nào vắng mặt đây, ông nên vị tuyên nói. Bây giờ năm trăm vị A-la-hán ở trước Phật, đặng thọ ký xong vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật đầu mặt lại chân Phật, ăn năn hối lỗi của mình mà tự trách. Đức Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô tri. Vì sao chúng con đang được trí tuệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? Thế Tôn, thì như có người đến nhà bản thân hầu say rượu mà nằm, lúc đó người bản thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong ao của gã sai cho đó rồi đi. Gã sai đó nằm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khó nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau người bản thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng:
Lạ thay anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui, tha hồ thỏ năm món dục. Ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết. Lại đi nhọc nhằn sầu khổ, đi cầu tử nuôi sông, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc bao đó đổi chác lấy đồ cần dùng, thời thường được vừa y, không chỗ thiếu thốn vậy. Đức Phật cũng lại như vậy, lúc làm Bồ Tát giao quả chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết tri, mà chúng con liền bỏ quên, không hay không biết. Đã được đạo A-la-hán, tự nói là giết đồ, khổ nhọc nuôi sống đánh chút ít cho là đủ. Tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất, ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo giết đồ. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tương niết bàn mà các ông cho là thiết được giết đồ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiết là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có vậy. Nam mô Pháp Hoa, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát.